Chào bạn ạ, à, đây mình có một số cái câu hỏi mà các bạn cứ thắc mắc, nó là cạc trâu cày RX 580 8GB có làm được phần mềm không? Thì làm thì vẫn làm được, nhưng mà một số cái vấn đề của phần mềm, ví dụ như Premiere hoặc là After Effects ấy, nó sẽ xuất hiện nhiều lỗi hơn. Còn Illustrator 2D thì hoặc là Photoshop 2D thì nó ít bị lỗi hơn so với bọn này. Thì đại khái là mình các bạn nhìn này, nó bị lưu ảnh này, đấy, đấy nói cái bây giờ nó quạc luôn này. Đấy, thì có thể là có con ngon, có con không ngon. Nhưng mà đại khái là mình thấy con cạc RX580 thì nó không phù hợp để cho bạn đem về để các bạn làm thiết kế đồ họa hoặc là làm phim hoặc viết gì đâu, nó có nhiều bất cập lắm. Đấy, thấy không? Đấy, nó sẽ có vấn đề đây này. Mình thu bé lại, đấy, các bạn nhìn thấy không? Ok, thì một phóng to ra là nó lưu ảnh, nhìn rất khó chịu. Đấy là một lời khuyên là các bạn không nên mua cạc trâu RX580 để các bạn làm đồ họa. Đấy, làm nhẹ thì được, mà làm ấy thì rất thích lắm. Có cái hay nhất của nó nhiều cổng đầu ra thôi. Đấy, chúc các bạn lựa chọn sản xuất nha.